kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình Lời Vàng Ý Ngọc của Đài Sài Gòn TV do Minh Châu thực hiện phần dẫn chương trình và giáo sư Quyên Di trình bày phần nội dung. Giáo sư Quyên Di hiện đang giảng dạy môn ngôn ngữ, văn chương và văn hóa Việt Nam tại hai trường đại học UCLA và California State University at Long Beach. Minh Châu xin kính chào thầy ạ. Cảm ơn cô Minh Châu đã giới thiệu tôi với quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi vui mừng gặp lại quý vị qua chương trình Lời Vàng Ý Ngọc với cô Minh Châu và với cá nhân của chúng tôi. Thưa thầy, Minh Châu nghe nói tháng 11 là tháng của các linh hồn. Thì điều này có nghĩa là như thế nào ạ? Như vậy tức là cô muốn nói về những cái biến cố theo niên lịch. Yeah. Của giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo trong một năm chia ra làm nhiều những cái chặng khác nhau. Và có những cái tháng đặc biệt như cô vừa nói xong. Tháng 11 gọi là tháng các linh hồn. Lý do là sao? Vì tháng đó giáo hội Công giáo khuyến khích người ta, các giáo dân nhớ đến các linh hồn, cầu nguyện cho họ, làm điều tốt lành cho họ, và nhờ những lời cầu nguyện, những điều làm tốt của mình đó, mà chỉ cho họ đó, thì nếu họ còn đang ở dưới luyện ngục thì họ sẽ được cứu thoát mà lên thiên đàng. Yeah. Nhân đây thì nếu cô muốn tìm hiểu đó thì tôi nói thêm một chút, và cái này thì xin các linh mục Công giáo đừng có rời con. Cái này không phải là nói được rất là đầy đủ đâu, nhưng mà những cái gì mà giáo dân biết đó, thì chia sẻ lại với người khác thôi. Giáo hội Công giáo đó là một thực thể, vì chúng ta thấy có một cái giáo hội mà cũng là một huyền nhiệm, bởi vì người ta nói rằng giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, tức là một thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bởi vậy Chúa Kitô làm đầu của giáo hội và có một sứ mệnh cao cả của Ngài là Ngài bảo vệ cái giáo hội này. Giáo hội này đó không phải là một giáo hội hoàn hảo đâu. Cũng có nhiều những cái lỗi lầm, cũng có nhiều những cái khuyết điểm. Mà như thế thì mới là con người. Nhưng con người đó được trở thành một nhiệm thể của Chúa Kitô thì Chúa Kitô thánh hóa cái nhiệm thể đó. Yeah. Chứ khiếm khuyết thì vẫn có khiếm khuyết. Yeah. Yeah. Bởi vì có khiếm khuyết thành ra mới có ba thành phần trong giáo hội. Như chúng tôi là người Công giáo này, đang sống trên trần thế này đó, thì chúng tôi gọi chúng tôi thuộc về một giáo hội gọi là giáo hội chiến đấu. Yeah. Hay là giáo hội lữ hành. Chúng tôi đang đi trên cuộc sống dương thế, và trong cuộc sống này đó chúng tôi phải chiến đấu nhiều lắm. Yeah. Với tất cả những nghịch cảnh, những cám dỗ, những yếu đuối của mình, chiến đấu để vượt qua. Khi mà linh hồn ra khỏi cái xác này rồi thì sẽ thuộc về một trong hai thành phần khác của giáo hội. Một đó là giáo hội khải hoàn, hay là giáo hội chiến thắng, tức là đã được lành thánh và lên thiên đàng rồi. Yeah. Vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại, yếu đuối cuộc đời rồi, mình được thánh hóa, được lên thiên đàng. Nhưng mà còn một thành phần khác nữa mà thường thường như nghĩ là cá nhân tôi có thể tôi rơi vào đó, đó là luyện ngục. Luyện ngục không phải là cái nơi ở đời đời, nhưng bởi vì mình chưa có hoàn toàn lành thánh thì ở đó để mình thanh luyện con người của mình, cho đến khi mình hoàn toàn lành thánh thì mình lên trên thiên đàng. Yeah. Thế thì thành phần ở trong luyện ngục đó chúng tôi gọi là giáo hội đau khổ. Đau khổ lắm. Và những người gọi là linh hồn thì đúng hơn là người, linh hồn ở luyện ngục đó. Yeah. Thì bó tay không làm được gì cả. Những cái có thể làm thì làm cho dương thế rồi. Bây giờ vào luyện ngục thì không làm được gì cả. Muốn thì sao? Những người ở trên dương thế này đó, người thân mình, yêu mình, quý mình, đã từng chia ngọt sẻ bùi với mình đó, nhớ đến mình, cầu nguyện cho mình, làm công việc phước đức ở trên trần thế này mà chỉ cho mình, thì nhờ tất cả điều đó đó mình được rút bớt những cái ngày tháng không biết bao nhiêu, chắc lâu lắm, ở trong luyện ngục mà lên thiên đàng. Yeah.
Do đó là có ba thành phần là như thế: giáo hội lữ hành, hay là giáo hội trần thế, rồi giáo hội chiến thắng khải hoàn, hay là giáo hội đau khổ. Đấy, là như thế. Vừa rồi cô nói tháng 11 là tháng các linh hồn. Thế nhưng mà đầu tháng các linh hồn, tức là mùng 1 tháng 11 đó, thì lại là một ngày mừng lớn lắm. Đó là lễ các thánh. Lễ các thánh thì mừng lớn lắm. Không những ở Mỹ mà ở nhiều quốc gia khác nữa, đặc biệt Âu Châu. Những nước còn theo đạo Công giáo. Thí dụ nước Pháp một thời tôi biết mừng lễ các thánh lớn lắm. Và lễ các thánh là một trong những ngày lễ trọng và buộc của người đi theo đạo Công giáo. Lễ trọng tức là một lễ quan trọng rồi, nhưng mà có những lễ quan trọng không có buộc, còn lễ quan trọng mà buộc nữa, tức là phải đi lễ. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng và buộc phải đi lễ. Sáng hôm nay tôi lễ 6 giờ rưỡi sáng ở San Columban. Đó, mà để như vậy 5 giờ sáng tôi phải dậy. Tôi sửa soạn tất cả, rồi cũng để lòng trí mình tĩnh lặng, rồi lúc đó mới đi lễ. Đến nhà thờ, tôi đến nhà thờ sớm khoảng nửa tiếng. Ngồi trong nhà thờ cho tĩnh lặng con người mình lại, rồi dự thánh lễ. Vì thánh lễ này là lễ buộc. Tôi cũng không phải là một giáo dân sốt sắng cho lắm đâu. Lễ trọng nhưng mà nếu không buộc á thì không. Nhiều khi cũng không có đi. Nhà tôi thì cô ấy đi suốt, chẳng trọng chẳng buộc gì cả, hàng ngày cô vẫn đi lễ. Tôi thì không được ngoan đạo như thế, giữ là như thế này thôi. Thế thì lễ là như vậy. Ngày mùng 2 tháng 11 á, là lễ các linh hồn. Ngày mùng 1 tháng 11 là lễ các thánh, mừng các vị đã chiến đấu khải hoàn. Còn mùng 2 tháng 11 là lễ linh hồn, nghĩ về những người thân của mình mà chưa được hoàn toàn lành thánh, còn tạm ở trong luyện ngục, nghĩ về họ. Cũng là một ngày lễ trọng, nhưng mà không buộc. Nhưng mà gọi là không buộc, người ta vẫn đi lễ đông lắm. Và thứ hai nữa là đến các nghĩa trang. Những cái ngày lễ linh hồn đó, thì các linh mục, có khi giám mục nữa, tới từng nghĩa trang Công giáo, gọi là đất thánh đó, dâng thánh lễ và đi cầu nguyện hết cho tất cả những người đã nằm yên nghỉ ở trong cái khu đất thánh đó. Đó. Ngày lễ đó và những nghi thức đó cũng rất là quan trọng, và người ta đến dự đông lắm. Ở gần chúng ta đây có một đất thánh Công giáo là nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Good Shepherd, ở góc đường Talbot và đường Beach đó. Ở chỗ đó đó thì ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm người ta kéo tới nườm nượp. Và nhân tiện đây mình nói đó, nghĩa trang của người Mỹ đó không có âm u như là nghĩa trang ở Việt Nam, mà cũng không có âm u như nghĩa trang của Âu Châu. Ở Việt Nam ấy thì thường thường là các đất nghĩa trang ấy, nó đường vào khó này, rồi xây tôi không dám nói kỹ, nhưng mà xây cất cũng không có theo thứ tự gì hết đó. Và người ta đốt nhang nhiều, đốt vàng mã nhiều, hương khói và ô nhiễm. Còn ở Âu Châu đó, thì thường là các phần mộ xây nổi. Xây nổi cũng vậy, trông cũng đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cũng có vẻ nó trầm mặc và nó đau buồn. Còn nghĩa trang ở Mỹ mình vào mình thấy như là một công viên vậy thôi. Tất cả những quan tài đó chôn sâu dưới đất, và mặt đất thì bằng phẳng hết. Cỏ xanh mướt, chỉ có một tấm bia. Và trước tấm bia đó thì có một cái chỗ để người ta cắm hoa. Thế thôi. Thế thì những ngày lễ này đó, nếu cô Minh Châu hoặc là quý khán thính giả nào mà vào thăm các đất thánh Công giáo đó, phần chúng tôi đây này là đất thánh Chúa Chiên Lành đó, người ta vào nườm nượp và người ta cắm hoa cho tất cả thân nhân của họ. Bởi vậy cả một cái cánh đồng lớn lắm
y như một cánh đồng hoa vậy thôi. Sự thật ra là một nghĩa trang nhiều như cánh đồng hoa vậy. Đấy, bởi vậy thì nhân đây nói thêm rằng không phải người Công giáo là không nghĩ đến ông bà cha mẹ rồi bỏ ông bà cha mẹ đâu. Quan niệm xưa nói rằng nguy quá, cô đó hay anh đó lấy người Công giáo là bỏ cha bỏ mẹ, không còn nhớ gì đến cha mẹ nữa. Không, mỗi một tôn giáo có một cách tưởng nhớ và biết ơn những người thân của mình, đặc biệt đấng sinh thành của mình, một cách khác nhau thôi. Chứ không phải là bỏ đâu. Nếu mà chúng ta biết đạo Công giáo đó có 10 điều luật mà ông Mô-xê ông lên núi Sinai ấy, ông lãnh hai cái tấm bia đó, và ghi lại 10 điều luật Đức Chúa Trời ban cho người ta theo đó mà sống cho lành thánh đó, thì điều luật thứ 4 đó là thảo kính cha mẹ. Ba điều luật đầu đó là bổn phận mình với Thiên Chúa. Từ điều luật thứ 4 cho đến điều luật thứ 10 đó là bổn phận giữa con người đối với nhau. Mà cái luật đầu tiên là thảo kính cha mẹ đó. Chứ không phải là người Công giáo là người ta quên cha mẹ đâu. Rồi bây giờ bảo rằng không có vái lại bàn thờ cha mẹ gì cả, bất kính. Đấy là vấn đề văn hóa. Vấn đề vái lại bàn thờ là vấn đề văn hóa nhiều hơn. Và bây giờ cũng vậy, người Công giáo có quyền còn được khuyến khích nữa, có bàn thờ gia tiên ở trong nhà và có thể đốt nến, đốt nhang, có thể vái. Tại sao trước đây đó mà không có để cho người Công giáo làm chuyện đó? Vì là một sự hiểu sai về văn hóa. Cứ nghĩ là chắp tay cúi đầu lạy đó thì là thờ. Không, người Công giáo thờ có một đấng thôi, là Chúa thôi. Còn ngay Đức Mẹ ban rất nhiều ơn cho mình, sự thật Đức Mẹ ban ơn cho mình cũng qua quyền phép của Chúa. Và mình tôn trọng Đức Mẹ, tôn kính Đức Mẹ, các vị thánh cũng vậy. Là mình tôn trọng các vị thánh, còn thờ thờ đấng thôi. Và vậy cha mẹ của mình đó thì mình tôn trọng, mình kính mến, mình biết ơn, nhưng mình không thờ. Trước đây thì thấy chắp tay cúi đầu lạy thì cứ tưởng đó là thờ cha mẹ, nhưng không, tôi rất tôn trọng cha mẹ. Bởi vậy cái vái bái cối hay là cúi đầu hay là thắp nhang thắp nến là tỏ lòng kính trọng. Thì người Công giáo bây giờ không những không có bị cấm mà còn được khuyến khích nữa. Bởi vậy đừng nghĩ rằng người Công giáo thì quên cha quên mẹ, không phải như vậy đâu. Rồi ở trong tháng các linh hồn đó thì còn nhiều những nghi thức hoặc là nhiều dịp để mình cầu nguyện cho. Thường thường dịp đó đó người ta hay xin lễ. Với người Công giáo đó, thánh lễ là trung tâm điểm của đời sống của họ, bởi vì trong đó có làm sao, trong đó đó thánh lễ lấy trung tâm điểm là Chúa Giêsu Kitô, ngài tự hiến để mà cứu chuộc nhân loại. Và trong thánh lễ các linh mục bao giờ cũng vậy, đọc lại một lời gọi là lời truyền phép, tức là đang từ tấm bánh ly rượu thôi mà qua lời truyền phép của linh mục trở thành mình của Chúa Giêsu, máu của Chúa Giêsu. Thành ra thánh lễ quan trọng lắm. Thế thì ở trong tháng các linh hồn này giáo dân thường xin lễ các linh mục để các linh mục đó dâng thánh lễ cầu nguyện cho người thân của mình. Ngày giỗ là một chuyện, nhưng mà tháng các linh hồn đặc biệt hay nhớ như thế. Rồi cũng đến phần mộ, cũng sửa sang, cũng cắm hoa. Nhưng mà với người Công giáo cái vấn đề sửa sang phần mộ cắm hoa tốt thì tốt, nhưng mà là chuyện phụ. Cái chuyện chính là cầu nguyện để cho người đó được vượt qua tất cả mọi đau khổ mà lên thiên đàng. Thương là thương, cái đó mới là chính. Còn sửa sang phần mộ đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà không tốt bằng cái chuyện là làm sao đó để người đó được mau lên thiên đàng. Là như thế. Mà lên thiên đàng thì là thánh. Vậy thì nếu làm thánh thì có khó không hả thầy? Câu này khó. Chắc là khó lắm à. Không biết khó hay không, mà khó trả lời. Cũng vậy, một lần nữa xin thưa là tôi là một giáo dân, tôi không phải là người đi giảng đạo. Tôi chia sẻ những điều này theo sự hiểu biết của cha mẹ dạy tôi khi tôi còn nhỏ, và tôi sống cuộc sống người Công giáo như thế nào
thì tôi chia sẻ thôi. Có nhiều cách để làm thánh. Đương nhiên làm thánh thì khó. Thánh không phải là một người vốn là hoàn toàn đâu. Người ta nói là một vị thánh nào cũng có quá khứ hết đó. Tức là quá khứ vị thánh đó có thể là cũng nhiều thứ lung tung lắm mà chứ không phải thường đâu. Nhưng mà có một lúc quyết tâm quay trở về và hoàn toàn hiến cuộc sống mình cho Chúa thì trở thành thánh, đi con đường thánh.